Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây vàng Italia. Dây vàng Italia vàng hồng được thiết kế với kiểu dáng đơn giản nhưng đầy nét tinh tế. Với chiếc dây chuyền này, bạn gái có thể kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục và thay đổi phong cách mỗi ngày. Dây chuyền vàng hồng vừa hợp thời trang vừa mang nét cá tính riêng. Dây vàng Italia là món đồ trang sức không thể thiếu đối với phái đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.